Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì sáng hôm nay thì ngày 9 tháng 5 thì mình có về một cái lô mai chân dài nha anh em, mai bonsai chân dài. Hàng chuẩn chuẩn cây nha anh em. Thì cái lô này mình lấy được có 40 cây à anh em. Đấy, 40 cây mai chân dài nha anh em, chưa có làm tây làm cành. Chú cũ là họ chưa có làm tây nha anh em, nên là cành nhánh nó còn hoang sơ rậm rạp đó. Có những cái tược thừa là mình chưa có cái xử lý, rồi tí nữa mình có nghệ nhân xử lý rồi mình sẽ đem lên giao lưu. Đây là có một vài cây làm sáng giờ là làm được rồi nè anh em. Đấy, đi dây lại nè anh em, đi dây lại kém ghim đồ phân tây phân tàn cho nó đẹp. Thì những cái cây mai mà vừa đi dây nè, đi dây rồi làm tây lại là giá 1,7 triệu một cây nha anh em, chịu quay cây trở lên tùy theo cây, cây đẹp cây xấu giá khác nha anh em, từ 1,7 triệu. Thì đấy, tây cành có mấy cây ở đây, mấy cây đây rễ đẹp mà dáng nó trúng rồi nè, thì giá 2 triệu một cây nha anh em. Đấy, mình tháo ra cho anh em xem. Mấy cây này là khi mình đi mình sẽ quấn mấy cái dải bố này để cho năm ba bảo vệ bộ rễ, thứ hai nữa là dưỡng ẩm trong quá trình vận chuyển nó khỏi bị khô nha anh em. Máy này đó, tay cành đẹp rễ đẹp cứng cáp hết rồi. Khi mình đi mình kém thêm máy ghim cho nó cứng cái cốt này, nó khỏi có lung lay trong quá trình vận chuyển nha anh em. Tay cành để được nghệ nhân đi dây hết rồi. Đấy, cây này thì đang nằm trong cái chậu đất nha anh em. Mình có một số cây mình đang vào chậu đẹp nữa, tí mình quay cho anh em xem luôn. Đây, mấy cây mà vừa đi dây này, vừa đi dây xong. Chưa có thấy chậu nha anh em, chậu này thì còn nguyên bán, nó chậu chậu xi măng, chậu đất thôi. Đấy. Cây này thì như mấy cái cây tầm này thì giá 1,7 triệu một cây nha anh em. Anh em nào có mua thì liên hệ với mình qua Zalo 0987 096 755. Đấy, mới khui đế ra luôn. Đây, có cây này rễ cũng khá đẹp, rễ lớn. Đấy, những cái rễ nó song song nha anh em, nó song song nó chạy xuống rất là đẹp. Tây cành thì làm kỹ, làm lại tây cành luôn theo hở bonsai cho anh em chơi luôn nha. Đấy, lộc non đang ra rất là đẹp, màu lộc non rất đẹp nha anh em. Có những cái bộ rễ rất là quái, cây này rễ nhiều nè. Cây này là mình mới xới đế ra nha anh em, đế cao khoảng 35 40 phân. Tây cành mà làm lại thì kia là có ngõ nhân đang làm nha anh em. Đây, khi mà cây về mình mới về sáng là nguyên bán nó như thế này. Nó là nó chưa có tháo đế này. Chưa có tháo đế còn bó bầu nè. Mình về là mình sẽ bỏ bộ đế này ra, mình xới đất ra để cho nó lộ ra cái bộ đế cho anh em thấy nha. Còn anh em nào muốn mua nguyên bán như thế này cũng được, nguyên bán như thế này thì giá nó thấp lại, anh em mua số lượng về tự tự làm tự sửa thì giá nó sẽ rẻ lại nha anh em. Không, mình là không có đi dây, không cắm ghim, không có thay chậu gì hết, mà để cho mình bán cho anh em luôn. Đấy, thì giá nó thấp. Này, mấy cái này là mua về nó như thế này luôn nha anh em, chưa có tháo đế gì hết á, chưa có xới đất xới đồi gì hết nha anh em, nên là không biết bộ đế trong này nhìn như thế nào. Khi mà mình xới ra thì mình sẽ phân loại, loại nào đẹp thì mình bán giá nó cao một chút, loại nào xấu thì mình bán có khi là nó dưới giá mình mua vô luôn nha anh em, nó cân bằng qua lại đó. Những cái loại này á, thì nó có cái cua này nè, cua cái giọng rất là đẹp đó, cua giọng đẹp nha anh em. Đấy, mấy cây này là hàng từ hoành từ 11, hoành thân là 11 12 nha anh em, 11 12 đổ lại, có cây thì tầm 8 9 tùy cây nữa nha anh em. Hàng này thì chưa có sau đó chưa có làm tây. Anh em nào mua hàng này tự về sân chứa thì liên hệ mình, số lượng rất là nhiều. Còn còn đây là cái loại mà nghệ nhân đang vô chậu đẹp cho khách hàng này. Đấy,
đang vô cái chậu đẹp như là gốc đó, nó mới xới ra nha anh em, mới xới ra này, đang làm tay như là đi lại cái dàn ghim cho nó cứng cáp, ở quá trình vận chuyển nó khỏi bị rung lắc nha anh em. Anh em đi làm à? Cây mới bung đớ này, anh em nhìn dàn chân dài nó này. Chỗ này nó có những cái đoạn quái nha nè, cành này cành rơi. Ừ. Sao? Không có, Trần đang quay video. Đó, tao đang quay video nha ngoài của cháu. Dạ. Ờ, tới đây. Cây rất đẹp. Đấy. Tí nữa. Tiền cho bạn mày đi làm. Thôi. Lâu lâu bán được cây mai luôn á. Tí nữa mình sẽ quay lại cái cây mai này sau quá trình hoàn thiện nha. Thế như cây đây người nhân làm búi làm mấy cây người nhân? 4 cây. Làm làm lâu quá tiền nó trẻ nấu. Ông người nhân quay cho ông thử coi thử cây đây là 2 triệu một cây nha anh em. Đấy, 2 triệu một cây. Bao thay chậu, bao làm tay làm cành lại. Cây rất đẹp nha anh em. Hàng này là hàng tuyến chọn. Tuyến chọn ra nha anh em, chứ không phải là cái hàng non túi, hàng này hàng già rồi. Cây như thế này là tầm 4 năm hơn nha anh em. Trồng trong chậu ống, tháo bia cũng mấy đợt rồi nha anh em. Tháo bia rồi bó lại rồi giờ mới bắt đầu tháo lại đợt thứ hai, thứ ba nữa nè. Mới tháo này, mới xịt nước ra này nè. Những cái cây của mình lựa là lúc nào cái gốc này nè, nó cũng có cái giọng, cái giọng dừa sơ, giọng dừa ít nha anh em. Đẹp, đẹp cây. Còn chỗ khác bán là mình có khả năng là nó cây nó non hơn. Đấy. Đấy, như cây này thì giá mình ra là 2 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em, là bao anh em là thay cái chậu đẹp như thế này và làm tay làm cành cắm ghim cũng như là đi dây bài bán cho anh em luôn. Tôi tạo thành một cái cây bonsai chuẩn đối với anh em chơi. Anh em về được có chăm phân thuốc cũng như là bấm chọn mấy đầu ngọn sơ sơ thôi, không có phải mất thời gian mà mình chỉnh sửa gì nhiều nữa. Cây này thì ngõ nhân chưa làm xong nhưng mà mình quay sơ lược thôi cho anh em biết thôi, tại vì điện thoại mình cũng gần hết pin rồi. Anh em nào sau này mình lên mình làm xong rồi mình lên một loạt mình bán cho anh em đăng ký kênh của mình để mà theo dõi cũng như là chọn cho mình những cây mai chân dài ưng ý nhất. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Rồi.